Tin bóng đá mới nhất hôm nay, Ole Gunnar Solskjaer muốn đưa về 3 tân binh trong tuần này. Barca lên lịch công bố Griezmann. Lộ dấu hiệu cho thấy Eriksen sẽ gia nhập Real. Công Phượng sẽ ký hợp đồng với đội bóng ở Bỉ vào tuần sau, là những tin bóng đá nóng nhất 24 giờ qua. Ole Gunnar Solskjaer muốn đưa về 3 tân binh trong tuần này. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer muốn Phó Chủ tịch Ed Woodward hoàn thành việc mua sắm của MU ngay trong tuần này, để các tân binh có thể tham gia chuyến du đấu hè cùng câu lạc bộ. Nguồn tin từ tờ Daily Star nói rằng chiến lược gia người Na Uy đáp ứng yêu cầu 20 triệu bảng dành cho tiền vệ Shin Longstaff của Newcastle, sau khi lời đề nghị 15 triệu bảng trước đó của họ bị cước từ. Bruno Fernandes và Christian Eriksen là những cái tên khác đang nằm trong danh sách mua sắm của Quỷ Đỏ. Mùa hè này, MU đã chiêu mộ thành công hai bản hợp đồng Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace và Daniel James từ Swansea. Giờ đây, họ đang xúc tiến ký hợp đồng với một tiền vệ để thay thế cho Ander Herrera vừa chuyển sang Paris Saint-Germain. Barca lên lịch công bố Griezmann. Tờ Ara tuyên bố Barca sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng của Antoine Griezmann khi mức giá giảm xuống chỉ còn 120 triệu euro vào ngày 1 tháng 7 này. Nguồn tin từ xứ Catalonia nói thêm, đội chủ sân Camp Nou không muốn gặp phải bất kỳ rắc rối nào trong thỏa thuận với ngôi sao người Pháp. Khúc mắc duy nhất trong thương vụ này là Barca sẽ phải trả đủ 120 triệu euro tiền mặt cho Atletico Madrid, hay có thể gán Nelson Semedo vào như một phần trong thỏa thuận. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, Barca sẽ công bố Griezmann vào thứ Tư mùng 3 tháng 7 tới. Tiền đạo 28 tuổi sẽ gắn bó với Barca trong 5 năm và sẽ nhận mức lương 17 triệu euro trên mùa. Lộ dấu hiệu cho thấy Eriksen sẽ gia nhập Real. Theo The Times, tiền vệ Christian Eriksen đang có mặt ở Madrid để tìm mua nhà mới. Trước đó, cả người đại diện của cầu thủ này cũng bay đến thủ đô Tây Ban Nha. Những dấu hiệu này cho thấy rất có thể Eriksen sẽ gia nhập đội chủ sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Trước đó, Eriksen đã kiên quyết không gia hạn với Tottenham khi hợp đồng chỉ còn 1 năm, buộc Tottenham phải tìm cách bán anh. Cầu thủ người Đan Mạch cũng từng bóng gió ý định ra đi để tìm thử thách mới. Chủ tịch Daniel Levy muốn mức giá 100 triệu bảng cho Eriksen, nhưng phía Real Madrid chỉ muốn trả 45 triệu bảng cộng thêm Dani Ceballos. Việc Eriksen gia nhập Real cũng đồng nghĩa với việc Paul Pogba sẽ ở lại MU. Đây là một thông tin khá vui với Quỷ Đỏ. Arsenal đón tân binh với giá bất ngờ. Tờ Abola cho biết tiền vệ Yassin Brahimi sẽ ký hợp đồng với Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi hợp đồng của anh với Porto đáo hạn, cầu thủ 29 tuổi này đã từ chối 3 lời đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập đội chủ sân Emirates. Brahimi sẽ không chính thức ký hợp đồng với Arsenal ở thời điểm hiện tại, do anh đang bận làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia Algeria tại Cúp bóng đá châu Phi 2019. Trong 5 năm khoác áo Porto, Brahimi đã ra sân tổng cộng 139 trận và ghi được 36 bàn thắng. Anh từng được MU quan tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm. Liverpool đón Coutinho trở lại. Theo Le Temps Sport, Liverpool chuẩn bị đưa Philippe Coutinho trở về từ Barca, chỉ 18 tháng sau khi để anh chuyển tới sân Camp Nou. Bài báo trên nói thêm cầu thủ người Brazil chắc chắn sẽ không gia nhập MU vì sự tôn trọng đối với Liverpool. Thái độ này của anh đã khiến đội chủ sân Anfield cảm động. Coutinho đã đánh mất phong độ kể từ khi chuyển tới Barca với giá 150 triệu euro hồi tháng 1 năm 2018. Anh đã bị các cổ động viên la ó vào cuối mùa giải trước và đang muốn ra đi để cứu vãn sự nghiệp. MU tranh giành Tanguy Ndombele với Tottenham. Theo tờ Metro Anh, MU có thể hất tay trên Tottenham để giành sự phục vụ của Tanguy Ndombele, tiền vệ đang khoác áo Lyon. Trước đó, Tottenham và Lyon được cho là đã đạt thỏa thuận về giá chuyển nhượng của Tanguy Ndombele. Tottenham sẽ chi 55 triệu bảng cộng với khoản thưởng là 9 triệu bảng trong thương vụ này. Tuy nhiên theo báo chí Pháp, Tottenham vẫn chưa đạt được thỏa thuận cá nhân với Tanguy Ndombele và đó là cơ hội của MU. MU được cho là đã đàm phán với Lyon về trường hợp của cầu thủ 22 tuổi này. Tuy nhiên đội hình hiện tại của MU không có chỗ cho Tanguy Ndombele khi Paul Pogba vẫn ở lại đội bóng. Trừ khi Pogba ra đi trong mùa hè này, MU mới có thể mua Tanguy Ndombele. Christian Eriksen Tottenham là mục tiêu khác mà MU có thể chiêu mộ trong trường hợp Pogba rời Old Trafford. Pogba đã được liên hệ rời MU trong mùa hè này.
nhưng vẫn chưa có đội bóng nào đáp ứng được mức giá mà Quỷ Đỏ đặt ra cho cầu thủ người Pháp 150 triệu bảng. Rashford ký hợp đồng mới với MU. Tờ Telegraph Anh cho biết Marcus Rashford đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với MU. Bản hợp đồng này có thời hạn 4 năm, trong đó có điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Với bản hợp đồng trên, Rashford sẽ hưởng mức lương là 300.000 bảng trên tuần ở MU. Như vậy, Rashford sẽ trở thành cầu thủ có mức lương cao hàng đầu ở MU. Cụ thể thì tiền đạo 21 tuổi này hưởng lương cao bằng Pogba nhưng vẫn thấp hơn Alexis Sanchez. MU có thể thông báo về việc Rashford ký hợp đồng mới vào hôm nay trước khi đội bóng bay sang Australia vào tuần sau để bắt đầu chuyến du đấu. Rashford đang là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trên hàng công của MU. Cầu thủ này đã ghi tổng cộng 13 bàn cho MU trong 47 lần sân ở mùa giải vừa qua. MU hỏi mua Ivan Rakitic. Tờ Sport Tây Ban Nha cho biết MU đã hỏi mua tiền vệ Ivan Rakitic của Barcelona với giá là 35 triệu euro. Cách đây 3 tuần, MU đã liên hệ với Barca về trường hợp của Rakitic và giờ đây họ muốn mua cầu thủ này. Tuy nhiên Barca sẽ chỉ chấp nhận bán cầu thủ người Croatia nếu họ nhận được đề nghị trị giá 50 triệu euro cho cầu thủ 31 tuổi này. Vị trí của Ivan Rakitic ở Barca đã bị đe dọa sau khi đội bóng xứ Catalonia giành được sự phục vụ của Frenkie de Jong. Cầu thủ người Croatia đã được đưa vào danh sách thanh lý hợp đồng. Rakitic có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và có thể là bản hợp đồng phù hợp cho MU. Anh đã giành 4 chức vô địch La Liga và 1 Champions League với Barca sau khi chuyển sang Camp Nou vào năm 2014. Huấn luyện viên Pep Guardiola đang tìm kiếm một trung vệ dày dạn kinh nghiệm sau khi Vincent Kompany ra đi vào cuối mùa giải trước. Hiện Guardiola đang nhắm tới Leonardo Bonucci của Juventus. Man City tự tin sẽ thành công ở thương vụ này bởi có tin Juve đã đạt được thỏa thuận với trung vệ Matty De Ligt của Ajax. Tân giám đốc kỹ thuật Petech của Chelsea cho biết Frank Lampard Derby County hiện chỉ là một trong những ứng viên cho vị trí huấn luyện viên đang bỏ trống. Ngoài Lampard, Rafa Benitez và Luis Enrique cũng đang được xem xét. Đại diện của Gareth Bale phủ nhận đã gặp gỡ và đạt được thỏa thuận với Inter Milan. Bale còn hợp đồng với Real đến năm 2022 và đang hưởng lương 350.000 euro trên tuần. Napoli chính thức có được sự phục vụ của Kostas Manolas từ AS Roma với giá 36 triệu euro. Anh sẽ gắn bó với Napoli trong 5 năm kèm theo mức lương và 5 triệu euro trên năm. Ngoài ra, Napoli cũng đồng ý để tiền vệ trẻ Amadou Diawara di chuyển theo chiều ngược lại với mức phí rơi vào khoảng 18-21 triệu euro. Barcelona đã bán tiền vệ Denis Suárez sang Celta Vigo với giá 12,9 triệu euro kèm 3,1 triệu euro phụ phí. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội chủ sân Valladolid trong 4 mùa giải. Hậu vệ Theo Hernandez của Real Madrid sẽ làm thủ tục kiểm tra y tế với AC Milan vào chiều nay. Trước đó, cầu thủ người Pháp đã đạt thỏa thuận gia nhập San Siro với mức giá 20 triệu euro. Đến với bóng đá Việt Nam, Công Phượng và đội bóng ở Bỉ sẽ ký hợp đồng vào tuần sau. Được biết, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và câu lạc bộ Sinh Suidens của Bỉ sẽ ký hợp đồng vào tuần tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua 30 tháng 6, truyền thông Nhật Bản đưa tin câu lạc bộ Sinh Suidens của Bỉ thông báo sẽ có được sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở mùa giải 2019-2020. Lễ ký hợp đồng chính thức sẽ được hai bên tổ chức dự kiến trong tuần sau tại thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng sẽ không phải thử việc và sẽ thi đấu ở câu lạc bộ Sinh Suidens ít nhất trong thời gian 1 năm. Đây sẽ là lần thứ 3 Công Phượng xuất ngoại thi đấu, sau 2 lần trước tới Mito Hollyhock Nhật Bản và Incheon United Hàn Quốc. Truyền thông Bỉ gọi Công Phượng là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam. Ngay khi nhận thông tin từ tờ báo Nhật Bản đề cập tới vấn đề Công Phượng sang Bỉ thi đấu, chuyên gia Florent Malis Changwonput, PE của Bỉ cũng thể hiện sự hào hứng trong bài viết "Một tài năng lớn của bóng đá Việt Nam sẽ sang Bỉ thi đấu" trong bảng IVIET của A Bỉ Ngân hàng. Chuyên gia Malis dẫn lại những thông tin cơ bản. Nguyễn Công Phượng, 24 tuổi, hiện đang trong biên chế của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Anh là một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Tiền đạo này là gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế vừa qua.
Hà Nội FC tìm người thay thế Đình Trọng. Chia sẻ với báo chí sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1/8 cúp quốc gia, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết ban huấn luyện đội bóng thủ đô sẽ tìm kiếm một gương mặt mới để khỏa lấp vị trí trung vệ mà Đình Trọng để lại. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ tìm người bổ sung thay thế Đình Trọng và Oseni trong giai đoạn 2 của mùa giải. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho hay, cả Đình Trọng và Oseni đã phải nói lời chia tay sớm về League 2019 vì chấn thương. Ở thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Hà Nội vẫn còn hai cái tên khá chất lượng nơi vị trí trung vệ gồm Duy Mạnh và Thành Trung. Ngoại binh McDonald không có phong độ cao và ít được ra sân từ đầu mùa.